Xin chào quý vị bạn, tôi đang có mặt tại Hyundai Hyundai Lê Văn Lương ở địa chỉ số 3 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội, và đứng trước một mẫu xe thật sự là gần như không có gì để chê, đó chính là Hyundai Santa Fe 2019. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng máy xăng 2.4, máy xăng cao cấp Premium, có giá bán là 1 tỷ 185 triệu. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Santa Fe máy xăng tại Việt Nam các bạn nhé. Santa Fe hiện tại thì trang bị tới 6 phiên bản, bao gồm 3 phiên bản máy xăng, 3 phiên bản máy dầu, được ký hiệu lần lượt là bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp Premium. Khác biệt về phía bên ngoài thì gần như không có nhiều sự khác biệt đâu. Nó chỉ có một cái logo nhỏ Premium ở phía dưới, đó là cái khác biệt so với cái phiên bản đặc biệt thôi. Chiếc xe này thì đang sử dụng động cơ xăng 2.4 lít, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống dẫn động HTRC, có giá bán 1 tỷ 185 triệu. Và đây chính là cái tổng thể của chiếc xe này. Santa Fe gần như đã lột xác hoàn toàn ở cái thiết kế này. Mặc dù là kích thước dài, rộng, cao, nó không quá nhiều khác biệt khi sở hữu số đo lần lượt là 4770, 1890 và 1680mm. Đi kèm chiều dài cơ sở 2765mm và khoảng sóng gầm là 185mm. Ở phiên bản này thì vẫn sử dụng cái động cơ Theta thế hệ thứ 2 2.4 lít cho công suất tối đa là 188 mã lực và mô men xoắn đạt 241 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp Siptronic, hệ thống dẫn động 4 bánh HTRC và có tới 4 chế độ lái Comfort, Eco, Sport và Smart. Ở phiên bản này, phần phía sau có lẽ là phần mà ít khác biệt nhất so với các phiên bản còn lại, khi chúng ta vẫn sử dụng toàn bộ đèn full LED và hệ thống cốp điện thông minh. Ở phía trên này chúng ta có một cái đèn LED để cảnh báo các phương tiện khi mà chúng ta phanh gấp phía sau. Hệ thống đèn của Santa Fe ở phiên bản phía trước thì chúng ta sẽ có một cụm đèn bi LED, định vị cũng LED luôn. Và đèn xe có tính năng tự động bật tắt, cảm biến gạt mưa tự động này. Đèn hậu thì LED 3D. Cái cốp này thì mở rất thông minh các bạn nhé. Đóng mở điện thông minh, chống kẹt. Đây, bây giờ tôi mở ra, chạm nhẹ thôi. Và tính năng mở cốp của Santa Fe thì nó sẽ mở trong thời gian khoảng 5 giây, tốc độ vừa phải. Đây chính là cái nút đóng mở cốp bằng điện. Chiếc Santa Fe phiên bản này thì sau khi mà gập cái hàng ghế thứ ba như các bạn đang nhìn thấy, chúng ta sẽ có một khoang nội thất rất chi là rộng rãi luôn, thoải mái cho các bạn để đồ. Và cái phiên bản này thì nó có cái khác biệt so với các phiên bản khác một chút, đó là sử dụng hoàn toàn hệ thống ghế da màu nâu thay vì màu đen như trên phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Tính năng về option trang bị trên Santa Fe phiên bản cao cấp này thì gần như nó hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố về option. Ví dụ như chúng ta sẽ có một chiếc vô lăng 3 chấu bọc da mạ bạc và tích hợp điều khiển giải trí, điều khiển hành trình, cruise control. Chúng ta cũng sẽ có thêm cả lẫy chuyển số trên vô lăng này. Ghế lái thì chỉnh điện, có chức năng nhớ ghế, và ghế của hành khách phía trước cũng chỉnh điện luôn. Mọi cái chi tiết ở táp ly cửa này đều bằng da hết. Hàng ghế phía sau thì chúng ta sẽ có thể ngả được, gập được và có thể trượt được luôn, để gia tăng cái khoảng để chân cũng như là nó phù hợp hơn khi mà chúng ta sử dụng đầy đủ cả ba hàng ghế. Nói một chút nữa về option của Santa Fe phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng rất là hay, đó chính là tính năng sưởi và thông gió cho hàng ghế trước. Hầu hết các xe Việt Nam thì chỉ có tính năng sưởi thôi, nhưng mà tuy nhiên Santa Fe thì có thêm tính năng thông gió sẽ rất là mát, đặc biệt là trong mùa hè như bây giờ. Hệ thống giải trí trên chiếc Santa Fe phiên bản này, chúng ta sẽ có một cái màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, định vị dẫn đường, bản đồ và đặc biệt là âm thanh 6 loa Akami Premium. Toàn bộ hệ thống kính, gương, điện đều là tự động hết. Vừa rồi thì các bạn vừa nhìn thấy cái công tắc nhớ vị trí ghế lái và vô lăng. Đây, chúng ta có ghế lái chỉnh điện luôn. Rất nhiều hướng, không thể đếm nổi. Về tính năng an toàn của chiếc Santa Fe này,
thì chúng ta sẽ có gần như đầy đủ hết những công nghệ hiện đại nhất bây giờ, bao gồm là hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử chống lật, hệ thống khởi hành ngang dốc hỗ trợ xuống dốc, phanh tay điện tử với chức năng auto hold thông minh, chìa khóa thì mã hóa động cơ, camera lùi, các cảm biến quanh xe để hỗ trợ đỗ xe này, rồi là hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, khóa an toàn thông minh, cũng như là hệ thống hỗ trợ chuyển làn an toàn. Thật sự thì Santa Fe phiên bản này ở thời điểm hiện tại với giá bán 1.185.000.000 thì gần như là nó không có đối thủ trong cái phân khúc của mình. Một chiếc xe có thể phù hợp với những cung đường ngoài đô thị và cũng rất là nhẹ nhàng thanh cảnh trong khu vực đô thị luôn. Một chiếc xe với đầy đủ các tiện nghi có thể giúp các bạn có những cái hành trình dài mà không bị mỏi mệt, với hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và có chức năng lọc không khí ion bạc. Ngoài ra thì cửa sổ trời cũng là một tính năng rất hay khi mà chúng ta hòa mình vào những vùng thôn quê trong những chuyến picnic hoặc dã ngoại. Thông tin chi tiết về chiếc Santa Fe phiên bản 2019 này, máy xăng bản cao cấp, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đã đính kèm trên video để có giá bán tốt nhất cũng như là thời điểm nhận xe sớm nhất. Xin chào và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh video của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào.